chung cư HH1 building đường Gia Thụy, HH1 building đơn bên A. Đã vào thì thấy có nhu cầu mua chung cư Lotus Lakeview Gia Thụy, vui lòng liên hệ nhà đất nông nghiệp Trần Nguyên. Ngay cạnh ủy ban và trung tâm y tế phường Gia Thụy, gần trường tiểu học cấp 1, gần trường trung học cơ sở. Quý khách có nhu cầu mua nhà đất chung cư phường Gia Thụy, vui lòng liên hệ nhà đất nông nghiệp.vn. Xin cảm ơn.